Dấn đá pháp môn Quán Âm. Dấn: có những cảnh giới nào cao hơn Phật không? Sư phụ: quý vị quá chấp vào danh xưng của Phật. Phật là cao nhất, Phật tức là Thượng Đế, không có gì cao hơn Ngài nữa. Nếu như Phật mà quý vị hỏi là một nhục thể, đương nhiên có những cảnh giới cao hơn Phật, bởi vì họ vẫn còn sống ở cái thế giới ta bà này, đương nhiên là có những cảnh giới cao hơn thế giới ta bà. Nhưng một vị Phật thật sự không phải là cái nhục thể đó. Nhục thể tức là hóa thân của Ngài để cho chúng ta thấy Ngài không phải là cái nhục thể. Có lúc chúng ta không thấy được, nhưng Ngài là lực lượng cao nhất, không có ai cao hơn Ngài nữa, không có một cảnh giới nào cao hơn Ngài cả. Dấn: thưa sư phụ, tại sao khi chúng con đọc sách của Ngài hoặc nghe tiếng của Ngài, cảm thấy vô cùng vui thích, pháp hỷ tràn đầy? Có phải là tiền kiếp chúng con đã từng nghe Ngài thuyết pháp chăng? Nếu như trong đời này không thọ thâm ấn, thì bao giờ có thể gặp lại sư phụ? Sư phụ: quý vị sau này biết giảng kinh ở đâu thì có thể đến đó nghe. Hoặc là sau khi thọ tâm ấn với sư phụ, lúc nào cũng có thể đi gặp sư phụ, cùng với sư phụ ngồi thiền. Sư phụ cũng có thể đi gặp đệ tử, cùng với họ cộng tu, cùng với họ vui đùa và cho họ quà gia trì. Dấn: tu pháp môn Quán Âm có thể chứng quả thành đạo, còn tu những pháp môn khác có thể siêu sanh thành đạo không? Sư phụ: tất cả các tôn giáo ban đầu đều tu pháp môn Quán Âm, nhưng sau khi Minh Sư đi rồi chỉ để lại giáo lý qua ngôn ngữ mà thôi. Còn pháp môn thật sự thì bị thất truyền, cho nên mới trở thành một tôn giáo hoặc là môn phái. Nếu như quý vị muốn thật sự tu pháp môn Quán Âm thì không cần phải thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của quý vị, chỉ cần thêm pháp môn Quán Âm vào mà thôi. Nếu như có thể làm vậy, quý vị tin tưởng tôn giáo nào cũng tốt. Nếu không có tu pháp môn Quán Âm, tu tôn giáo nào cũng không đủ, chỉ có ngôn ngữ mà không có pháp mạch, không thể thành đạo. Hiểu ý của sư phụ không? Dấn: người dân Đài Loan rất thích lại quỷ thần. Họ cho rằng vũ trụ Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần nhân cao nhất. Ngọc Hoàng Thượng Đế có phải là thiên quốc hay là một vị giáo chủ tối cao của những thế giới khác? Sư phụ: Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất. Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là Phật, tức là Thượng Đế, là Đạo, là Tạo Hóa. Vì chúng ta quá thương cái lực lượng vạn năng này, nên dùng rất nhiều danh từ để mệnh danh Ngài. Hiểu không? Chúng ta gọi Ngài là mẹ của vạn vật, hoặc là Dương Mẫu Nương Nương, Đại Bồ Tát, Đại Đạo, Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao, vân vân. Chúng ta dùng rất nhiều danh xưng, hiểu không? Cũng giống như khi chúng ta thương một cô gái, chúng ta gọi cô ấy là bảo vật của ta, cô nương của ta, quý nương của ta, quý phi của ta, người đẹp của ta, em của ta, em bé của ta, vân vân. Người Mỹ thì gọi là sweetheart, honey, sugar, darling, dear, vân vân, rất nhiều tên. Người Trung Hoa họ thương vợ của họ nhất nên mới gọi là thái thái. Không phải chỉ một chữ thái mà thôi. Một chữ thái không đủ biểu lộ sự yêu thương lớn nhất, cho nên mới có hai chữ ghép lại với nhau. Một người con gái trước khi lập gia đình chỉ là một người con gái. Sau khi lập gia đình rồi, chúng ta gọi cô ấy là thái thái. Cũng vậy, chúng ta rất sùng bái lực lượng vạn năng bên trong của mình, cho nên chúng ta dùng rất nhiều danh từ để xưng tụng. Ngọc Hoàng Thượng Đế là một trong những danh xưng ấy. Dấn: đầu gối của tôi bị bệnh, có truyền tâm ấn được không? Sư phụ: được, cứu cánh giải thoát, không có liên quan gì đến chân. Chúng ta tu tâm, chứ không phải tu chân. Dấn: sau khi sư phụ qua đời, những người đệ tử đã được truyền tâm ấn trong khi tu hành gặp nạn, cầu sư phụ giúp đỡ, sư phụ có đến không? Sư phụ: sẽ đến. Mọi người vỗ tay. Dấn: những người ăn chay thì không được ăn gà, vịt, cá, thịt. Tại sao các tiệm bán thực phẩm chay lại bán những loại gà chay, vịt chay, cá chay, thịt chay?
Đó là ý nghĩa gì? Sư phụ, bởi vì có rất nhiều người thích như vậy. Có rất nhiều người ăn chay nhưng vẫn còn lưu luyến trần gian, vẫn còn lưu luyến thịt, cá. Các tiệm bán đồ chay vì muốn chiều theo sở thích của chúng sanh, cho nên làm những đồ ăn chay có hình dáng loài vật để cho họ thích ăn. Rất có thể từ từ họ sẽ sửa đổi. Chấn. Có người nói làm thân con gái có nghĩa là vụng tu hơn nam chúng đến 500 năm. Câu nói này có đúng không? Sư phụ, không đúng. Phật tính đâu có phân biệt nam nữ. Phật tính là Phật tính, lực lượng vạn năng là lực lượng vạn năng. Đầu óc của nam chúng và nữ chúng nếu giải phẫu ra coi thì hoàn toàn giống nhau. Nhấn, tại sao trong quá trình tu hành đã biết rằng tất cả mọi vật đều là hư không, nhất thiết vi tâm tạo, nhưng tại sao không thể vượt qua được, vẫn không thấy được tự tánh của nội tâm? Sư phụ, bởi vì tu không đúng pháp môn, cũng giống như sư phụ lúc trước vậy. Đó không phải là ngồi thiền, mà là ngồi sai, ngồi không đúng. Cho nên muốn được thông qua, cần phải tu pháp môn Quán Âm. Nhấn, Phật và ma có khai ngộ như nhau, đều vượt qua được tam giới và cộng tu chứng quả không? Sư phụ, Phật vốn đã khai ngộ, còn ma chưa khai ngộ. Nếu như ma chịu tu hành cũng sẽ được khai ngộ. Sau khi khai ngộ, họ đều ở bên ngoài tam giới, đều được gọi là Phật, không có sự phân biệt giữa Phật và ma. Nếu như vẫn còn Phật và ma thì có sự phân biệt. Nhấn, chân lý là gì? Thế giới chân lý là như thế nào? Sư phụ, chân lý không thể nói, chỉ hiểu mà thôi. Muốn hiểu biết chân lý thì cần phải tu pháp môn Quán Âm trước. Tu đến thế giới chân lý thì hiểu rõ được chân lý. Tu ở trình độ của thế giới này không thể nào hiểu rõ chân lý được. Dấn, ngũ giáo quy nhất là gì? Cần phải tu tôn giáo nào mới có thể đạt được cảnh giới bất sanh bất diệt? Sư phụ, ngũ giới quy nhất nghĩa là năm tôn giáo vốn cùng một thể giống như nhau. Sư phụ cũng thường chứng minh ngũ giáo thật ra vốn cùng một thể, cùng giảng một đạo lý. Nhưng tại sao chúng ta lại không thể quy nhất? Bởi vì chúng ta chưa khai ngộ, chưa hiểu rõ ngũ giáo. Chúng ta chỉ đọc từ chương mà không biết nội dung, không đạt được thầm thâm vi diệu pháp, cho nên mới có sự phân biệt ngũ giáo. Sau khi khai ngộ, ngũ giáo chỉ là một giáo mà thôi, hiểu không? Muốn đạt được cảnh giới bất sanh bất diệt thì cần phải tu pháp môn Quán Âm. Đây là con đường cuối cùng nhất, ngoài 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác, hoặc là nói 8 vạn 4 ngàn loài chúng sanh mà quý vị đều đã tu rồi. Cuộc đời này là cuộc đời cuối cùng để tu hành. Pháp môn Quán Âm là cánh cửa cuối cùng, là con đường cuối cùng. Nếu như không tu sẽ bị ngừng ở đó, phải đợi rất lâu về sau mới tìm được cánh cửa ấy. Cũng như khi chúng ta đi xa lộ, nếu chúng ta đi sai một lối ra thì cần phải đi một vòng rất xa mới có thể trở lại cái lối ra ấy. Nhấn, có người nói muốn tu đạo thành Phật không có dễ dàng, cần phải tu mấy đời. Có thật như vậy không? Nếu như tu pháp môn Quán Âm cần phải tu đến mấy đời thành Phật? Sư phụ, không cần phải tu mấy đời, bây giờ cũng có thể thành Phật. Lúc còn sống cũng có thể thành Phật, và đời này có thể thành Phật, nếu không, chừng nào mới thành Phật? Bây giờ nếu không tu, không biết đời sau khi trở lại có được làm loài vật hoặc làm người hay không. Chúng ta chỉ có cuộc đời này là an toàn, chắc chắn. Cuộc đời này chúng ta chắc chắn hiểu rõ rằng chúng ta đang làm người, có thể tu pháp môn Quán Âm. Còn những cuộc đời sau, nào có ai biết được? Chấn, chúng sanh đều có linh hồn này từ đâu đến, tại sao bất diệt? Những linh hồn tại địa ngục đã chịu những hình phạt lớn, trên thân thể phân chia nhiều mảnh, nhưng chỉ có đau khổ, không bị tử vong. Tại sao? Sư phụ, bởi vì linh hồn này được bao bọc trong một thân thể ấy tuy là một nhục thể không thấy được, nhưng nó vẫn là một thân thể thô tạp. Linh hồn ở bên trong cùng nhất
Có thể tham khảo bí quyết để được tức khắc khai ngộ quyển 1, bí mật của mắt trí huệ. Linh hồn là bản lai diện mục của chúng ta, cùng với vạn vật đồng một thể, đó mới thật sự là chân thể của chúng ta. Xuống địa ngục chịu khổ không phải là linh hồn thật sự, nhưng cũng được kể là linh hồn, bởi vì nó được bao bọc trong chân thể. Cái thân thể ấy cảm thấy đau khổ, chứ không phải linh thể bị đau khổ. Hiểu không? Cũng giống như hiện tại, lực lượng vạn năng ở bên trong của chúng ta, tuy lực lượng này bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tăng, bất tịnh, bất giảm, nhưng nhục thể của chúng ta vẫn cứ bị đau khổ, bởi vì nó bị nhốt vào trong cái nhục thể này. Tất cả mọi thứ đụng vào cái nhục thể này sẽ bị đau đớn. Những người xuống địa ngục, tuy đã thoát ly cái nhục thể này, nhưng bên ngoài vẫn còn một lớp thân thể khác. Chúng ta có rất nhiều tầng thân thể bao bọc lấy chân thể của chúng ta, cũng giống như một hạt lúa, cần phải phá vỡ từng lớp vỏ bên ngoài, cuối cùng mới có một hạt gạo trắng ở bên trong. Cũng vậy, chân thể của chúng ta được bao bọc bởi lớp trong cùng nhất, tại sao phải bọc trở lại? Bởi vì muốn bảo vệ linh thể bên trong, không để nó bị tiêu diệt, cho nên lúc bị xử phạt, chỉ có thân thể chịu đau khổ mà thôi. Chấn. Lúc ngồi thiền nhập định, mắt trái có một vòng tròn màu vàng nhạt, từ nhỏ biến thành lớn. Đối với thân thể có hại không? Ngoài ra, lúc ngồi thiền nhập định bị ngủ mê, cách ngồi thiền này có đúng hay không? Sư phụ, bên trái nhìn thấy đồ vật là không tốt. Bất cứ một thứ đồ vật nào đến từ bên trái đều là ma. Ánh sáng có hai loại. Có loại ánh sáng của Phật và có loại ánh sáng của ma. Âm thanh cũng có hai loại, có âm thanh của Phật và có âm thanh của ma. Nếu chúng ta muốn học rõ ràng hơn, có thể theo sư phụ học, lúc truyền tâm ấn sư phụ sẽ dạy quý vị. Bây giờ không có thời gian, lại không thể nói ra nhiều chuyện một cách công khai, bởi vì những người cầu đạo cần phải thân khẩu ý trong sạch mới có thể truyền pháp cho. Nếu như chưa chuẩn bị xong, hoặc là chưa có thiện ý, chúng ta không thể ép buộc. Vấn, tại sao cùng là người xuất gia, có người có thể ăn thịt, có người lại không được? Sư phụ, đây là vấn đề có thích ăn hay không. Muốn ăn cũng được, quý vị sát sanh cũng được, sao ăn thịt lại không được? Quý vị muốn làm gì cũng được, nhưng khi quả báo đến thì quý vị phải tiếp nhận, lúc ấy sẽ đau khổ mà thôi. Sự thật có những tôn giáo bị những người hậu thế ngộ nhận. Ở đây thời gian có hạn, không thể nói hết. Trong sách sư phụ giảng rất rõ ràng tại sao và lý do vì sao các tôn phái bị ngộ nhận. Vấn, tu Pháp Môn Quán Âm có sợ các vị thần nhân đến hại chúng ta không? Sư phụ, không sợ. Không có thần nhân nào có thể đến. Họ sợ chúng ta, chứ chúng ta không sợ họ. Vấn, khi tôi thấy phái nữ thì sanh lòng tà dâm. Nếu đó chỉ là vọng tưởng mà sanh ra, có bị kể là tà giới không? Sư phụ, nếu như mình không nghe ý kiến của mình thì không sao. Khi đầu óc mình vừa nghĩ đến, chúng ta liền lập tức cắt bỏ đi thì không sao, không kể là phạm giới. Vấn, chữ ta bà trong thế giới ta bà là gì? Sư phụ, ý nghĩa của ta bà là kham nhẫn. Thế giới ta bà là tiếng Phạn, nghĩa là thế giới này rất đau khổ, nhưng chúng sanh đều vẫn kham nhẫn sống, vì vậy gọi là ta bà. Nhấn, tôi là một cô giáo, chồng của tôi làm nghề nuôi gà, như vậy tôi có thể truyền tâm ấn không? Sư phụ, được, quý vị tự đi dạy học kiếm tiền nuôi thân, đừng có ăn trứng của ông ấy nuôi là được rồi. Nhấn, đập mũi chết hoặc dùng hương để giết muỗi có tội hay không? Sư phụ, có tội nhưng cũng có khi chúng ta không thể nào tránh được. Ví dụ quá nhiều muỗi cắn em bé gây nên bệnh. Sư phụ tuy không dùng nhang đuổi muỗi và không đánh muỗi, nhưng sư phụ hiểu rõ hoàn cảnh của quý vị. Sư phụ không khuyến khích quý vị đánh muỗi, giết muỗi vì sẽ có tội, nhưng chúng ta sống trong thế giới ta bà, khó mà tránh được nhiều hoàn cảnh. Nếu như có thể tránh được, quý vị cần phải tránh.
Ví dụ khi quý vị muốn đốt hương đuổi muỗi thì phải mở cửa ra, đuổi nó ra, cho nó có đường mà bay đi. Hoặc là đốt hương ở những căn phòng rất lớn để nó đừng bay đến. Như vậy thì không sát sanh. Chúng ta sống trong thế giới ta bà này rất khó mà tránh được nhiều chuyện. Nếu không chúng ta cũng không được thở. Bởi vì lúc hít thở là ta đã sát sanh rất nhiều. Sống ở thế giới ta bà này rất khó tránh được việc sát sanh. Nhấn. Sư phụ nói pháp môn Quán Âm là từ lục tổ Huệ Năng truyền xuống. Tại sao pháp môn này ở Trung Quốc lại bị thất truyền? Có phải do chúng sanh phước báo không đủ, không tiếp nhận được cái pháp môn này nên mới bị thất truyền? Sư phụ, không phải thất truyền mà là đi đến một nơi khác. Ví dụ một chiếc xe hôm nay lái đến chỗ này, ngày mai lái đi chỗ nọ, rồi một lát sau lại quay trở về, hiểu không? Quý vị không nên chấp vào Đài Loan, Đại Lục, Trung Quốc, Tây Phương, Đông Phương, tất cả quả địa cầu là đồng bào. Không nên chấp trước vào chỉ Trung Quốc mới có, tại sao Việt Nam lại không có? Mọi người vỗ tay. Nếu như Pháp môn Quán Âm chỉ có thể duy truyền tại Đại Lục Trung Quốc, như vậy những quốc gia khác đều xuống địa ngục hết sao? Cho nên không nên chấp vào danh xưng của quốc gia. Cần phải mở rộng cái nhìn của mình. Mọi người đều là anh em, những người tu hành. Còn có sự phân biệt quốc gia này, quốc gia kia để làm gì? Dấn. Tây phương cách xa đến 10 vạn 4 ngàn cây số. Chúng sanh muốn khai ngộ, muốn giải thoát thì phải bắt đầu từ đâu? Sư phụ, tu pháp môn Quán Âm thì chỉ trong chốc lát có thể đến được Tây phương. Bởi vì xa mà không xa. Tất cả đều do tâm của mình phân chia mà thôi, hiểu không? Có những thế giới không có không gian, không có thời gian, trong một thoáng có thể đến. Chỉ vì chúng ta bị Đông Tây ngăn cách, nếu không thì thế giới Tây phương là ở đây. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 8 tháng 7 năm 1988 tại Đài Nam Formosa.